Xin chào các bạn ơi. Ngày hôm nay Bảo sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm mới của bên mình. Thì bên mình hôm nay đã nhập về thêm một cái sản phẩm, đó là yến xào Việt Nam. Thì hôm nay cũng muốn giới thiệu thêm tới mọi người. Bảo bán thêm yến. Hôm nay ở đây Bảo sẽ bán 3 loại. Tất cả đều là loại 1 hết nha mọi người. Đây là loại đẻ từ nhất bên Bảo, đó là yến thô còn lông. Giá là 2.900.000 đồng một lạng. Đây là yến cao cấp đã tinh chế rút lông, giá là 3.900.000 đồng. Và loại cao cấp nhất bên mình đó là yến nguyên chất 100%. Đây, nguyên chất 100%, chỉ rút lông và không tinh chế bất cứ một cái điều gì hết. Giá là 4.900.000. Giá là 4.900.000 nha mọi người. Đó, thì mọi người có muốn dùng sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0932 551 522 và cũng như tất cả các sản phẩm về điện thoại tay. Thì mình cũng muốn giới thiệu thêm cho mọi người là yến này là mình và anh trong gia đình, hai anh em cùng nhau đi thu mua lại của các nhà yến, nên là hoàn toàn 100% là tự nhiên, cũng như là 100% là nguyên chất, không pha trộn bất cứ một cái gì cả nha mọi người nha. Thì sau đây Bảo sẽ làm một cái video để mời em loại, mời mẹ cũng như là các em đang phụ việc ở đây một cái món gọi là súp tổ yến, để cho cả nhà cũng như là mời các bạn cùng theo dõi cái video ngày hôm nay. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay thì mình sẽ nấu súp, mà thường thì nấu súp cua, súp thịt xé rồi nghe nhanh, nhưng mà hôm nay thì mình nấu súp với lại yến. Đó, thì đây xin giới thiệu với cả nhà yến xào cao cấp. Đó, một cái hộp yến này là giá nhiêu con? 3.900.000. 3.900.000 cái hộp yến này nè cả nhà. Đó, nhưng mà một lạng nè cả nhà. Nhưng mà bữa trước mình nấu hai tay cho ông ngoại rồi, thì còn hôm nay là tiếp tục mình sẽ lấy hai tay nữa để mình nấu súp cả nhà. Nấu cho cả nhà mình ăn luôn. Nấu cả nhà ăn để, luôn. Cô Ánh với lại bé Nâu luôn. Đó. Thì ở trong cái tô của mình là mình đã ngâm hai tay rồi nè cả nhà. Hai tay đó. Ngâm nãy giờ. Hai tay hôm nay là có gì nè mẹ nè. Nè, đang hầm gà, nước mình gà. Mình cũng đang hầm một cái nồi xương gà để mình lấy nước ngọt đó cả nhà. Đó, thì nấu súp yến hôm nay thì mình chỉ có ở trên cái dĩa mình có 3 món rồi nha. Bắp mình cũng trụng sơ qua rồi, củ sen mình cũng trụng rồi, đây là nấm đông cô mình cũng trụng qua nước sôi hết tất cả mọi cái rồi. Thì mình đó, đây là rau nêm. Còn hai cái chai này là dầu hào với dầu mè nè cả nhà. Đó, chúc mình ăn tô súp thì xịt vô miếng dầu hào dầu mè cho nó thơm. Đây là một miếng bột năng để chúc mình làm cho cái nước súp mình nó hơi sánh sánh cả nhà ha. Rồi cộng thêm hai cái trứng. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục. Ở đây cũng có nè con. Ở đây cũng có cái chén này, cái chén này là cái chân yến nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy nó trong cước. Đó. Cái này là cái tốt nhất của cái yến nè cả nhà. Đó, cái được cái đứa cháu mình nó tặng cho mình nè, hai cái mấy cái chân yến mình ngâm từ hôm qua tới nay rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ chân yến rất là ngon. Rất là ngon. Rất là bổ, rất nhưng là mà thường thì mọi người thích ăn cái tai hơn. Đó, đây là tại vì cái chân nó ít quá con. Giới thiệu thêm cho mọi người là chút nữa mà mình cũng sẽ nói, tại vì hôm nay mình đã kết hợp là mình bán rồi. Bán thì mình cũng phải giới thiệu sản phẩm nhiều một tí để cô chú anh chị tin tưởng và hiểu thêm, để hiểu mà về yến sao mà tốt sao là đây tốt. Là cái loại yến đã được tinh chế, tức là làm sạch lông và sấy khô lại đó, một cái tảng như vậy, hoàn toàn không có là pha trộn nha mọi người nha. Bảo bán hàng thì các nhà biết là không bao giờ mình bán hàng có uy tín, chất lượng tuyệt đối luôn. Cái tay yến này là chỉ có rút lông thôi cả nhà. Rút lông và là sấy khô lại. Cả nhà biết không? 5 người nhân viên làm một ngày chỉ được có 1 ký thôi á cả nhà. 10 người nè. 10 người luôn ha. 10 người. Đó. 10 người. Một người á, một lạng là 400.000 để rút lông. Đó. Tiền công rất là mắc. 10 người một ngày mà được có 1 kg thôi cả nhà ơi, làm rất là lâu, rất là kỹ, cho nên á là
tốt lắm cả nhà. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình hầm để cho nó ấy, rồi chút mình sẽ vô công đoạn tiếp theo mẹ ha. Rồi thì bây giờ cái nồi nước dùng của mình sôi rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ cho những cái phần bắp với lại là hạt sen với lại củ sen với lại là nấm của mình vô cái nồi. Đó, cả nhà thấy không, cái nồi nước dùng của mình nước nó trong lắm, nhìn nó ngon cả nhà ơi. Cái nấm này là mình đã trần qua nước ấm rửa sạch đó, để cả nhà biết sao nó không có còn cái màu nhiều quá, để một chút cái nồi súp của mình nó ngon, chứ để cái nấm này mà nó ra cái màu nâu nâu cái là cái nhìn cái tô súp của mình nó có không được ngon nữa cả nhà. Đó thì bây giờ mình cho hết vô, mình nấu sôi lên vớt bọt xong hết là bắt đầu á là mình sẽ cho yến vô. Đó giờ chỉ cần sôi thôi nghe cả nhà. Rồi thì bây giờ ở bên đây á mình có bột nè cả nhà, giờ mình sẽ cho vô đây một chút xíu nước. Cái này á là mình chỉ làm đại nghe cả nhà, không có cần liều lượng gì hết. Rồi một chút xíu nữa lúc mà mình cho vô cái nồi á, mình cảm thấy nhiều quá thì mình chừa lại bớt, bỏ chút xíu cũng không sao, chứ còn mình cũng không có liều lượng được luôn, có bao nhiêu là đặt bao nhiêu là không. Ở đây á là có cái chén nè, cái chén miếng nước, mình sẽ đập hai cái trứng để một chút mình làm có cái sợi trứng ở trong cái súp đó cho nó ngon nha cả nhà. Súp tổ yến này ít mà đồ bổ gì nhiều. Yến ít nhưng mà chất lượng nó cũng tốt đó nhà ơi. Chứ không có thường á, tại vì mình nhắm cái số lượng là mỗi người một chén á mọi người. Yến thành ra là mình làm hai tay đó với mấy cái chân đó là ok rồi. Đó. Yến thì nói chung á nó tốt nhưng mà cũng tốt có cái chân của nó thôi chứ nhiều quá cũng không được. Hôm nay thì không có chị Mai đi làm việc, chỉ có bé Nâu và cô Ánh thôi. Mình bốn người với ngoại nữa là năm. Giờ mình sẽ đánh trứng sẵn sàng đây. Đi xin buổi trưa để đi công việc rồi nên là cũng không có cô Ánh ở đây. Đánh trứng sẵn sàng để chút cái nồi súp của mình nó sôi ục lên để mình rưới trứng vô cho nó thành sợi. Đây là yến tổ của mình đã lấy ra nè, ở nhà thấy không? Cực kỳ chất lượng, nó không có bị vụn, đây mình nãy mẹ nó xé ra. Xé ra chứ để nguyên bị đâu có được. Đó, cả nhà thấy không? Trông quách ngon lắm cả nhà ơi. Sạch sẽ. Rồi thì bây giờ cái nồi nước dùng của mình nó sôi lên vậy nghe cả nhà, giờ mình sẽ cho yến vô. Đó cả nhà thấy nhiều lắm, có hai cái tay yến mà nhiều ghê không, hai tay với mấy cái chân nhiều hết sức nhiều luôn. Giờ cả nhà mình muốn nấu chừng 4 chén thì chỉ nấu một tay được rồi con ha. Một tay được thì một cái hộp yến mình nó có hộp thì 10 tay, có hộp thì 12 tay thì ăn được 12 lần, tính ra nó cũng đâu có 12 lần mà một lần 4 chén là một tuần mình ăn 2 chén 3 chén thôi chứ đâu có phải mình ăn đâu có ăn hoài ngày nào cũng ăn đâu cả nhà. Nó bổ nhưng mà nó còn cần nhiều cái bổ khác nữa, không phải bổ yến cũng không bổ hoài đó. Giờ đó mình thả yến vô xong rồi thì bây giờ mà trong hai này là con thấy mẹ cho nào vô trước cho đây bột trước cho, nó sợ cho bột trước ha. Đó giờ đây là bột năng nghe nha, giờ mình sẽ cho từ từ thôi chứ mình cũng không dám cho nhiều, với lại là cái nạ súp là nó đặc quá thì nó cũng dở, nhưng mà lỏng thì nó cũng không ngon đâu, nên là mình đó để cho nó sôi lên đi rồi mình cứ quậy để mình coi từ từ, chứ còn mình cũng không biết sao cho đúng sao cho vừa, thiếu thì mình có thể mình thêm vô được phải không ha. Nếu chưa có sánh chưa có đặc á thì mình cho thêm vô được, không có sao. Cái này mình không có liều lượng được cả nhà ơi, lâu mình nấu một lần đó mình cũng không liều lượng được. Đó giờ hồi nãy chén bột của mình á giờ mình cho hết rồi, cái nồi này thì tính ra cũng hơi nhiều đó, mình chờ nó sôi lên nó sánh lại, nếu mình cảm thấy chưa có sánh thì mình cho thêm bột vô tiếp. Rồi thì cái nồi súp yến của mình đã xong rồi nha cả nhà. Đó giờ mình làm ăn ở nhà thì mình cũng không có cần nó lên nhiều, nó hơi sạch lên vậy được rồi. Đó cái này gọi là súp yến nha cả nhà. Đó cả nhà thấy là sợi của yến nè,
đó mình cũng cho hai cái trứng vô để làm cho nó có cái dây dây ở trong đây cho nó đẹp. Đó, giờ đã xong. Bổi thêm cho Yến. Bổi thêm cho Yến. Rồi ok thì bây giờ là xong rồi đó, mình chỉ cần một múc ra mà ông ngoại cũng như mọi người cùng lên bàn thôi, ăn trưa luôn mọi người ơi. Đó Yến mà nó nhà. Xong xong đó là mình cũng có chuẩn bị cơm nha mọi người nha. Chứ ăn cái này không thì nói chung thì cũng không no đâu. Mình phải chuẩn bị cơm thêm để cho Nâu và cô Ánh hay là mọi người ai đói thì ăn. Đó, ngon. Rồi ok. Tuyệt vời. Tiên tiên là mọi người. Rồi, đưa chén nha mọi người nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ múc yến vô chén, múc từ dưới lên để từ cho lên có yến rồi mình bỏ vô nha. Nói gì súp đủ yến không thấy yến không rồi. Thấy yến đâu hết cả nhà hả? Ít cái đó lại đi mẹ. À, quá trời cái đó thì cái đó là một hai chén mình một hai cái thôi. Đặt như đây thì người hai chén rồi vô tư. Hai chén ăn cho no luôn. No luôn. Đó. Rồi. Rồi, ok. Rồi miếng dầu hào đâu không? Mè đó. Mè. Xịt một hai giọt lên. Dầu hai giọt rồi mè. Đó. Đó là xong. Thêm chút sa tế ha. Sa tế thì dạ. Ít thôi, ít thôi, ít thôi. Ôi, nhiều quá cái nó bán cái mùi nó dở nè. Rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, bây giờ đang xúc nha mọi người. Vui vẻ sống sống hạnh phúc nha. Dạ. Nay ông ngoại ăn cháo súp yến. Cái này là yến này yến thiệt nha. Cháu ngoại của ông ngoại nó có anh chồng nó làm yến rồi muốn gỡ lông đạp hoàng nha. Chứ không phải giả nha. Còn chưa giới thiệu ông mẫu ông ngoại giới thiệu rồi hay dữ không? Sống vui sống khỏe nha, sống hạnh phúc. Rồi mời ngoại mời ba mẹ. Rồi nào mời ăn nha. Rồi ăn đi em. Thử đi. Đi tìm cái yến coi. Cái này là yến thiệt à, giờ cũng muốn gỡ lông đạp qua. Yến nó đẻ có cái lông yến á. Anh cần nè, trời nè, giờ yến nè mọi người nè. Đó. Dạ ngon lắm cả nhà ơi, chất ngon lượng lắm luôn. Cái tô gì mình nấu hai tay yến với mấy cái chân yến nữa. Nên là hả, yến nhiều. Nâu ăn nhiều vô nha. Dạ. Yến ăn bổ lắm à. Ngon lắm. Ngoại ăn nhiều. Ông ăn nhiều nha ông. Ừ, chúc mấy cháu Trần Yến đó là Trần Yến ăn là bữa cơm chưa ngon nữa nha. Ừ, xin mời cả nhà ba cũng thích ăn sa tế chứ còn cho trong miếng sa tế ngon không bà? Thơm không ngon rồi. Thơm lắm không con ăn mà con để đó ba không để có mùi. Cái phần yến này còn nguyên chân yến nguyên tay yến luôn cả nhà, chỉ có rút lông thôi. Cái chân yến là một cái loại khác, chân yến là một cái loại khác nữa. Nhưng trong cái phần tổ này là còn nguyên cái cả chân yến còn mọi thứ luôn á, mà rút lông lên thôi. Còn cái phần chân yến là có những nơi lấy cái chân yến bán riêng nữa. Đúng rồi. Quá ngon. Hôm nay nói yến hoài, nó nhiều. Mình cũng muốn nói thêm cho mọi người, tại vì công việc mình buôn bán mà. Mình cũng muốn giới thiệu thêm cho cô chú anh chị gần xa hiểu thêm, hoặc là chọn được chỗ mà uy tín. Và mình thì thật sự các bạn không phải mình nói mình đề cao, chứ còn mình buôn bán cái gì cũng phải buôn bán cái vấn đề chất lượng nhất, tốt nhất, sản phẩm đẹp nhất. À, mình bán ít sản phẩm không ạ? Nhưng nếu mà mình đã chọn cái món, cái mặt hàng nào để mình bán á cả nhà, thì mình sẽ là chọn cái mặt hàng tốt để mình bán ra cho mọi người. Tại vì á, con mình biết hai đứa con mình nó buôn bán á, là nhờ á, trong cái kênh của hai cái kênh của con mình ủng hộ giúp đỡ mà, cho nên nó đối với mọi người á, gia đình mình thật sự là biết ơn. Cho nên á, đến với mọi người chỉ là cái sản phẩm nào tốt nhất thì mình mới gửi đến mọi người. Nóng ghê á. Hồi trước kia nhà Ngân mỗi lần mình muốn ăn yến á, là toàn tìm những cái mối quen mới dám mua cơ mà. Tại vì yến thị trường cả nhà biết là có nhiều loại, mua bình vạn trạng luôn á. Cho nên là có nhiều anh chị nói là mua không dám tin tưởng nơi nào hết. Thì thật sự khi mà tụi con mua là không phải là mua bán mà mua trên thị trường, mà tụi con là vào tận nơi. Rồi nói chung là mình lấy cái nhà yến là mình em anh em hợp tác để đi thu lại. Rồi thuê người để rút lông rồi làm sạch tất cả mọi thứ. Đó thì rồi bắt đầu làm vô hộp. Cái nhà biết sao không? Cái nhà yến á, nuôi yến rất là kỹ nên không có dám cho người lạ vô, mà cũng không có dám mà
quay phim hay lại gì hết á. Nó dùng cái sự tin tưởng, làm ăn là sự tin tưởng á. Nếu mà mình vô nhà Yến á là mình sợ cái vi khuẩn của mình á đem vô cái nhà Yến, Yến sẽ không tốt cho bằng nên bệnh. Là không quay được. Đúng rồi. Cả nhà thương yêu ủng hộ gia đình con của mình á thì cả nhà cứ tin tưởng tuyệt đối luôn á là tuyệt cả đối, nhà sẽ nhận được những cái sản phẩm tốt đến với gia đình mình. Rồi, thôi bây giờ mình ăn ăn giới thiệu nhiều quá. Được không ạ? Ngon. Có ăn hết thì con múc thêm. Mà Yến này ông ngoại có ăn nhiều lắm rồi mà không biết sao cháu còn cái này ông ngoại hậu có ăn hậu qua Yến này mình ăn có sớm lắm. Má ngủ ngon ba. Má ngủ được. Khỏe mà. Người lớn tuổi mà bệnh. Lớn tuổi rồi ăn Yến là không. Con đợi sáng giờ để con ăn nè. Bữa giờ ngày nào cũng uống bia không? Có khách liên tục. Nên là người cũng mệt. Hai cái làm này luôn, sẵn giới thiệu với mọi người, sẵn mình ăn để mình mình giữ sức luôn. Yến này đâu phải là riêng người già, người trẻ đâu, ai cũng có hết. Ai cũng ăn được hết. Bữa nay mấy con nít đó, cả nhà là Yến xào dành cho con nít nữa. Mà Yến xào em nghĩ chắc thành phần nó cũng Yến ít thôi, nó không có nhiều đâu. Nếu mình mua có điều kiện mình mua cái tay Yến về mình chưng lên con nít ăn á, rất là tốt á. Nói chung miếng cái Yến thơm. Ở ngoài thị trường nó bán nhiều lắm. Nhưng mà Yến này là trong gia đình nó có làm mình bảo đảm có phải vừa bán mà Yến Khánh Hòa đó, Yến Khánh Hòa đó nhiều lắm phải vừa bán mình. Cả nhà thấy nguyên một hộp mà hôm qua mình đã chân hai tay cho ba mình với ông xã rồi cả nhà ơi. Rồi hôm nay làm hai tay với mấy cái chân yến nữa nè. Mát lá tô này là nó rất là nhiều yến, yến luôn á. Uống được rồi mát. Ngủ được. Nó kết hợp thêm nè. Thường á mọi người thấy hôm nay mình làm súp á, chứ thường mọi người hay chân với đường phèn. Rồi hoặc là hầm với gà ác, thuốc bắc. Đó. Nấu cháo nữa chi. Dạ. Nấu cháo nè. Cháo để yến vô ăn cũng cháo tốt. Ngon quá. Những người bệnh đó bác, nếu mà bệnh ăn cơm không được, ăn cháo thì cái yến vô là nó rồi. sẽ tốt hơn, xương hơn, thịt đúng hơn rồi. Cái gì hết á. Nhưng mà yến nó về mấy các món mà chân cất rồi đó, để giữ nguyên cái dinh dưỡng của yến là nhiều món lắm cả nhà ơi. Mà bữa Ngân với anh Bảo nghiên cứu mà khi đưa ra bán cho mọi người á, là Ngân nghĩ cái món mà đơn giản nhất là chân lên với lại đường tinh luyện. Cho nên là ai mua yến bên Ngân là sẽ được tặng thêm một hộp mà đường tinh luyện luôn á. Mời mốt tặng thêm tá tàu nữa. Để mẹ đi chợ mua 1 ký hở táo về phân ra, phân ra vô cái bịch tím lóc đó con. Cái là tặng cho một hộp đường với thêm một cái bịch ít cái táo gì đó. Rồi về cái ví dụ như mình có hột sen á, cái nhà mình sẽ cho bộ vô sen, hoặc là đậu xanh cũng được. Yến là mình để được nhiều cái món vô đó. Không, con múc thêm nữa. Dạ dạ được. Ăn nhiều lên ăn cho no luôn nha. Cho no luôn á. Ăn trừ thay cơm đó con. Dạ. Cung nó có nhiều, con ăn no luôn. Ăn chén thì nó no chứ. À, nhiều chứ bộ. Ngon mà chút cũng mau đó, tại vì nước á, nước hấp á. Hấp nước nhiều. Nên là no phải ăn hai chén, đến từ hao tới chiều. Ngoại cũng ăn hai chén nha. Mà ăn cái này còn đá không công. Không thèm công. Nói cả nhà mừng. Ba mình tự bữa đi đi bệnh viện lấy thuốc về uống ở nhà. Từ nào, bữa nay ba khỏe. Ăn được nhiều lắm. Chúc cái ông ngoại nói đói bụng. Chúc nó nói đói bụng. Chúc đói bụng cho bụng. Mỗi lần ăn không có được. Bữa nay ăn chút xíu phạm đói bụng rất dày. Thôi vô lên ăn yếu phạm đói bụng rồi. Lên ăn yếu bên ngồi. Bữa kia mà là bất ngờ. Sáng thường ăn mua một hộp cơm tấm vậy là ông ngoại ăn cái sườn không là còn ăn không hết nữa. Bữa hôm trước ông ngoại bất ngờ ăn vừa ăn hết một hộp miếng sườn nha, một hộp cái cơm tấm dày mà ăn hết luôn á. Nay ba ăn ngon lắm ạ. Ông ngoại mình bữa trước dạng như bị suy kiệt sức khỏe đó, không suy nhược cơ thể. Rồi giờ mình uống thuốc nó thiếu dinh dưỡng. Đồ ăn thì nhiều mà tại ba mà ăn không được. Dạ dạ. Bác ơi, bác thấm hút vô. Cho nó ngon, nó hấp hết chén rồi, hấp vô nó ngon mới. Đó mọi người cứ liên hệ với mình 0932551522 là số của Bảo, hoặc 0938911496 là số của Ngân. Đó. Ngon quá.
ai có cần, ai có cần nướng chân gà thì kêu cô Bảy nha. Kêu cô Bảy. Và các sản phẩm từ Nhị Hoa Nghệ Tây thì mình vẫn đang bán tiếp tục nha mọi người, đều đặn, hàng lúc nào cũng có hết. À, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ sơ tế của Phúc vô đem chị Trang. Ăn đi con đi, đi tự nhiên thoải mái. Thôi video bây giờ mình cũng kết thúc ở đây thôi mẹ ha. Để chào mọi người đây, để tiếp tục ăn rồi bắt đầu công việc cho buổi chiều. Rồi cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương. Rồi ông ngoại chào mấy cháu, ông ngoại ngoại gần đủ vốn rồi đó. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ sản phẩm Yến của mình nha mọi người ơi. Chào tất cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.